Vậy nếu giả sử chúng tôi khóa ở chỗ này thì về sau là bị hớ. Yes or yes? Chúng ta sẽ bị hớ. Thế còn nếu mà chúng ta mà đợi đến cái điểm trên này ấy, thì bao giờ? Một bên là thời gian, một bên là năng suất lao động. Đây là đầu tiên công nhân vào làm. Bạn nên nhớ điều này. Nếu như trong trường hợp mà một người công nhân làm may, khi người ta bắt đầu học việc thì tháng đầu tiên ấy, người ta có thể may chỉ được là khoảng hai cái áo thôi rồi. Một ngày. Nhưng mà sang tháng thứ hai người ta sẽ đạp mau chân hơn. Thì người ta có thể tăng lên có khoảng tầm 3 cái áo một ngày. Sang tháng thứ ba thì người ta có thể tăng lên được 3,5 cái một ngày. Và cứ dần dần như vậy, người ta có thể tăng lên đến tháng thứ tư là 4 cái một ngày, tháng thứ năm có thể 4,3 cái một ngày. Và dần dần tháng thứ sáu. Sau đó đến một cái tháng nào đấy rồi, người ta bắt đầu là không thể tăng lên được nữa. Thì lúc đấy chúng ta gọi cái đường này, nó gọi là đường cong học tập. Và nó sẽ bị giới hạn. Cái giới hạn này chúng ta gọi là giới hạn trên. Đây là cái năng lực tối đa mà một người có thể tiếp cận được. Thì năng suất lao động tối đa. Bạn có hiểu được không? Có. Đúng không? Tức là nếu vẫn máy đấy, vẫn công cụ đó, con người đấy, thì bạn cũng chỉ đến một mức gọi là tối đa. Ví dụ cái máy này là thổi được 6.000 chai trên giờ, đúng không? Thì khi mà công nhân người ta thổi chai, người ta đứng máy ấy, ok, thì do là người ta mới đầu người ta chưa thạo, đúng không? Thì người ta có thể là chỉ được 5.000 chai thôi, bởi vì là người ta sợ, người ta run. Thế nhưng mà dần dần người ta thạo dần thì có thể người ta lên đến tiếp cận 6.000 chai. Nhưng mà người ta cũng không thể quá 6.000 chai bởi vì nó bị giới hạn bởi cái công cụ đấy. Công cụ đấy, còn người ấy thì có thể tăng lên theo thời gian, nhưng mà cũng đến một cũng cảm thấy nó bị tiệm cận. Và hay là lao động thủ công, bây giờ ví dụ như là bố xúc như này, mới đầu thì bố xúc từ từ, bởi vì là do là mình chưa thạo, sau dần dần bố xúc đến mức độ nào đấy cũng không thể nhanh hơn được nữa, đúng không? Thì cũng chỉ đến một cái giới hạn một bao nhiêu khối trên một giờ thôi. Vậy đây chính là cái. Vậy thì nếu giả sử là Volta của chúng tôi có một cái tổ lắp ráp, mới đầu các em chỉ lắp ráp được 200 cái trên giờ chẳng. Sau đó dần dần thì các em nó lắp ráp được 300 cái trên giờ, sau dần dần là 400 cái trên giờ, nhưng mà các em cuối cùng cũng không thể lên được quá 1.000 cái trên giờ. Tức là giỏi nhất cũng chỉ đạt như thế. Vậy nếu giả sử chúng tôi khóa ở chỗ này thì về sau là bị hớ. Yes or yes? Chúng ta sẽ bị hứa. Thế còn nếu mà chúng ta mà đợi đến cái điểm trên này ấy, thì bao giờ? Thế vì vậy cho nên là có thể chúng ta sẽ chọn thời điểm. Nếu giả sử các bạn hàng khoán ở đây thì bạn phải nói cái câu như này. Ok, tạm thời điểm này khoán, nhưng chúng tôi sẽ điều chỉnh mức khoán theo thời gian. Điều chỉnh để phù hợp với lại cái là gì? Phù hợp với cái gọi là cái mức lương và cái kết quả lao động của bạn. Nhưng tốt nhất là bạn chấp nhận trả lương gọi là miễn công nhật một thời gian để bạn ép thật nhiều, bạn phải mất công giám sát cái thời gian đó. Và hai nữa là bạn cũng phải đủ nhất. Bây giờ trước đây thì công nhân lắp ráp nào là lắp ráp công tắc này, rồi lắp ráp ổ cơ cắm này, sau rồi mấy ngày sau lại lắp ráp về bóng đèn này. Sau mấy ngày sau lại quay trở lại là lắp ráp ổ cắm này. Thậm chí người ta lắp ráp cùng một lúc, người ta lắp ráp rất nhiều thứ. Thế thì khi mà người ta cứ phải là lắp cái này xong chảy ra cái lắp cái kia, thì như vậy người ta sẽ không quen tay. Thì khi đó bản thân chúng tôi thì cũng phải tranh thủ là làm gì có đủ sản lượng cho anh em để lắp mỗi công tắc đâu. Nhưng mà khi mà mình có đủ cái sản lượng rồi, để cho anh em thành một line lắp công tắc, line lắp ổ cắm, lai lắp cái này, thì lúc đó mình không việc rồi ấy, thì khoán nó mới tốt. Tức là chuyên môn nó mới tốt. Chứ còn bây giờ là lúc thì lắp cái này, lúc lắp cái kia mà mình không đủ việc cho anh em, thì lúc đó
khóa cũng rất khó. Cho nên có những giai đoạn khi anh em đầu tư ấy, thì anh em phải chấp nhận giai đoạn đấy gọi là giai đoạn gì? Giai đoạn học việc, giai đoạn lỗ, giai đoạn có kế hoạch cho cái việc đó để áp sát, để mình đẩy cái công suất lên. Và đến một thời điểm khi anh em bố trí được full việc rồi, và chuyên môn hóa rồi, nếu mà chúng ta khoán sẽ tuyệt vời, thì thường là bọn tôi sẽ mất khoảng tầm 1 đến 2 năm đầu và bọn tôi chấp nhận vẫn phải trả công nhân. Chứ không phải là mọi thứ đều khoán lên hết ngay đâu. Yes or yes? Yes. Thế nên anh em cũng tùy theo cái thời điểm để chúng ta có thể khoán được.